Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ chuẩn bị được theo dõi diễn biến của trận bán kết 2. Nội dung bóng chuyền hơi nam nằm trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi chào mừng 88 năm ngày thành lập Dân quân Tự vệ Việt Nam. Giải đấu do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Hóa tổ chức. Trận bán kết này sẽ được diễn ra giữa Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Triệu Chu và Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Phú. Các vận động viên Nam Triệu Chu phía gần màn ảnh chúng ta đang theo dõi trong trang phục áo màu đỏ. Và bên kia sân là đội Sơn Phú trong trang phục áo màu xanh. Trọng tài đang cho hai đội thực hiện các thủ tục trước khi bước vào diễn biến chính của trận đấu. Thưa quý vị, trận đấu được diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Định Hóa. Trận đấu sẽ diễn ra với thể thức 3 set thắng 2. Trọng tài đang cho hai đội chọn sân và quyền phát bóng. Vâng, vậy là sau khi bốc thăm, đội Sơn Phú đã chọn sân ở phía gần màn ảnh chúng ta đang theo dõi. Một sự quyết tâm rất cao. Hy vọng là các chàng trai Sơn Phú sẽ có thể đem đến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn quyết liệt. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là ông Nguyễn Đình Hoàng. Của trận đấu đã xong. Như vậy là đội Triệu Chu sẽ là đội phát bóng trước. Trận đấu đã bắt đầu. Và nỗ lực cứu bóng của Triệu Chu đã không thành công. Điểm số đầu tiên cho đội Phúc, xin lỗi là cho đội Sơn Phú. À, thưa quý vị, là pha phòng thủ vừa rồi của đội Triệu Chu, bóng dù qua lưới nhưng đã chạm khoảng giới hạn. Vậy là điểm cho Sơn Phú là 2-0. Bóng trọng tài xác định có tình huống chạm lưới của đội Triệu Chu. 3-0 cho đội Sơn Phú. Kính thưa quý vị và các bạn, là giải đấu này dành cho các vận động viên là lực lượng dân quân tự vệ tại các xã thị trấn, cũng như là đó là một cùng với các cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng chất lượng của giải đấu thì không cao bằng một giải đấu mở rộng, nhưng vẫn có nét độc đáo riêng. Các vận động viên cũng đã hết sức nỗ lực để đem đến những pha bóng đẹp mắt. Sau một chuỗi giao tranh vừa rồi thì đến nay thị trấn Triệu Chu đã rút ngắn khoảng cách điểm số. Tình huống bóng thì điểm số lại thuộc về đội Sơn Phú. Điểm số là 4-2. Triệu Chu đập bóng ra ngoài. Điểm 5-2 cho đội Sơn Phú. Số 7 bên đội Sơn Phú và giành lại quyền phát bóng, điểm số 6-2.
Điểm cho Trợ Chu 6-3. Xin lỗi là 3-6. Xác định điểm số thuộc về Sơn Phú. Vâng, điểm cho Trợ Chu, điểm số 5-6. Sơn Phú bên bên này chưa đang bán kết. Điểm cho Sơn Phú, điểm số là 7-5. Tình cảnh thi đấu của hai đội đang rất cao. Một tình huống cứu bóng xuất sắc của số 3, xin lỗi là số 9 Sơn Phú, nhưng tình huống chạm bóng cuối cùng ở vị trí số 3 thì lại không thể qua lưới. Điểm số là 6-7 cho thị trấn Trợ Chu. Trợ Chu đã chắn bóng tốt. Ma chắn. Bóng không thể lọt. Đã có tín hiệu xin hội ý của đội Sơn Phú. Đây là lần hội ý đầu tiên. Sơn Phú hội ý ở điểm số là 7-7. Sẫm vạch giới hạn 2m rồi. Thank you.
lừa trong tình huống bóng vừa rồi, một pha chắn bóng không hợp lệ. Điểm Sơn Phú 18. Không thể qua lưới. Điểm tiếp tục tiếp theo cho đội Sơn Phú 11-8. Kẻ chủ tiếp tục phải xin hội ý. Trở lại sân và trận đấu tiếp tục. Một tình huống chắn bóng xuất sắc của các vận động viên nam trợ chủ. Điểm số là 9-11. Nhưng đã bị các vận động viên của Sơn Phú bắt bại. Điểm số là 12-9. Sơn Phú đã dẫn điểm với khoảng cách là 3 điểm. Sơn Phú đã bóng không vào lưới. Điểm cho Sơn Phú 13-9. Đi ra ngoài rồi. Điểm cho Sơn Phú 14-9. Đá bóng tốt. Số 86 bên ban chỉ huy quân sự của đội Trợ Chu đã đá bóng phía cuối sân. Sơn Phú phòng thủ chạm được bóng nhưng không thể qua lưới. Điểm số là 10-14. Cho Sơn Phú, điểm số là 15-10. Và tấn công tốt của trợ chủ, bóng được bật chắn Sơn Phú ra ngoài. Điểm số 11-15. Của số 8 về đội trợ chủ. Điểm số 12-15. Khoảng cách còn là 3 điểm thôi. Trợ Chu 13-15. Khoảng cách còn 2 điểm.
Sơn Phú đã đưa bóng trở vào trong cuộc. Bên phía đội Trợ Chu có pha xử lý phải nói là rất tinh tế. Sơn Phú đã phải xin hội ý lần thứ hai. Sơn Phú xin hội ý lần thứ hai ở điểm số là 14-15. Họ đang vẫn còn dẫn trước một điểm. Trận đấu đã tiếp tục. Vẫn còn. Liên tiếp là những tình huống phòng thủ hiệu quả của đội Sơn Phú. Số 7 Sơn Phú bóng đi ra ngoài. Cắm bóng thành công. Và là Trợ Chu đã vươn lên dẫn điểm. Điểm số là 16-15. Có lẽ có ý đồ nhưng tình huống thực hiện là không tốt và điểm bóng không thể qua lưới và điểm cho Sơn Phú là 16 điểm. Nỗ lực của đội Trợ Chu, nỗ lực hết sức cố gắng nhưng pha bóng vừa rồi hai vận động viên không thể làm gì hơn. Sơn Phú dẫn điểm 17-16. Điểm cho Sơn Phú 18-16. Nhưng bóng đi ra ngoài. Như vậy Sơn Phú đã để cho đối thủ cân bằng điểm số là 18 điểm. Điểm số 19 cho đội Trợ Chu. Điểm số 19-18. Và phòng thủ rất cố gắng của Trợ Chu.
nhưng điểm số lại là cho Xuân Phú, điểm số 19 đều. Diễn biến của trận bán kết 2. Xuân Phú cơ hội lớn hơn, chỉ cần một điểm nữa thôi họ sẽ giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. Trận thủ đã rất xuất sắc nhưng mà loại bỏ hàng chắn của đội Xuân Phú và cân bằng thế trận là 20 đều. Ở vị trí sân, trận bán kết 1 cũng đang diễn ra hết sức khốc liệt. Điểm số đang là 20 đều. Nếu như đội nào giành chiến thắng, một chiến thắng này thì cần phải ghi liên tiếp 2 điểm. Và Xuân Phú đã là đội tiếp tục vươn lên dẫn điểm. Điểm số 21-20. Thêm một lần nữa, các vận động viên áo xanh lại có cơ hội quyết định thế trận. Cơ hội thứ hai, liệu rằng họ có thể kết thúc sớm hay không? Hay họ lại để Sơn, hay lại để cho Trợ Chu cân bằng thế trận? Phú đã giành chiến thắng sách đấu đầu tiên. Và xử lý cuối cùng của Trợ Chu thực sự là không tốt. Nhưng sách đấu đã kết thúc rồi. Các vận động viên Xuân Phú đã giành chiến thắng ở sách đấu đầu tiên. Hai vận động viên sẽ nghỉ trong ít phút và sẽ đổi sân để tiếp tục thi đấu. Tiếp theo đó là diễn biến của sách đấu thứ hai.